Vâng, Tiến Bình Dương xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ nhé. Hôm nay thì Tiến xin chia sẻ anh em một cái ban bệnh cũng như là một cái cách làm trong vấn đề liên quan đến hệ thống SmartK. Thì đây là một cái thùng thư của một anh từ Quảng Bình gửi về để nhờ hỗ trợ. Con xe này trong tình trạng, đây là chiếc xe Vision. Chiếc xe Vision đời mới có khóa thông minh. Thì con xe này trong tình trạng bị tai nạn. Đó, bị tai nạn. Cho nên là bị tai nạn hỏng hết con SCU rồi. Giờ chỉ còn mình con SCM thôi. Còn con SCU này bị tai nạn. Và cái điều mà đáng nói là ở đây là nếu trường hợp mà tai nạn mà nó còn nguyên vẹn cái mạch thì chúng ta vẫn có thể là khắc phục để mà copy dữ liệu từ cái mạch này đưa sang cái con mới được. Còn như cái trường hợp này thì con xe này bị đụng vào đây, nó bay luôn con chip chủ rồi. À, nó rớt luôn con chip chủ rồi. Cho nên là nói chung thì cái cục SCU này bây giờ là phải dục rác, dục ve chai ha, không làm gì được. Đấy, con này giờ chúng ta bỏ không làm gì được. Và hai cái remote này cũng vậy, chúng ta cũng phải bỏ luôn, không tái sử dụng được. À, hai cái này chúng ta bỏ. Thì đúng quy trình của Honda thì con ECM này, khi một chiếc xe mà xảy ra tình trạng như này thì bộ này đã hỏng hết rồi thì cái con ECM này cũng phải bỏ luôn. Cũng phải bỏ luôn nhé, cũng phải dục bỏ luôn. Nhưng bây giờ thì công nghệ nó đã tiên tiến hơn rất nhiều rồi. Chúng ta có thể dùng những cái thiết bị chẩn đoán lỗi để chúng ta cứu sống lại bằng cách reset lại cái mã trong con này. Thì như anh em cũng học về SmartK nhiều rồi đó, thì mình cũng nói nhiều anh về chia sẻ nhiều với anh em rồi. Khi một con ECM này mới á, thì nó là mã trắng, không có mã. Đấy, thì khi mà đã lắp một bộ này lên xe thì con ECM này nó sẽ có cái mã, mà cái mã số đó thì gọi là mã ID. Và khi xe có ID, khi mà con SCU mà hư rồi, con ECM này này nó đã lưu mã, nó đã có cái mã ID lưu từ cái cục SCU này đưa qua. Cho nên là bây giờ chúng ta cái cục này, cục ECM này chúng ta chỉ còn một cách là theo quy định của Honda là SCU hỏng thì cái này cũng vứt luôn nhé. Cái cục này vứt luôn. Bởi vì sao? Bởi vì không còn cái mã gốc nữa, anh em hiểu không ạ? Không còn cái mã gốc nữa. Cho nên là chúng ta phải thay cả. Đó, bởi vì cái chip chủ này nó hư rồi. Chip chủ nó hư rồi thì chúng ta cũng không thể lấy mã được ha. Cho nên là chúng ta bây giờ cái công nghệ bây giờ nó cũng tiên tiến rồi. Chúng ta sẽ không cần phải thay cả bộ nữa, đỡ tốn kém. Thì cách làm như sau. Chúng ta sẽ dùng con SCU này để kết nối với cái máy chẩn đoán. Sau đó chúng ta sẽ reset trắng cái mã trong con ECM này đi ha. Bây giờ mình sẽ làm cho anh em coi. Trước tiên là mình sẽ test trên xe cho anh em thử coi trước ha. Thì đây là chiếc xe đang hoạt động bình thường ha. Chiếc xe này đang nổ máy bình thường đây. Rồi, thì chiếc xe đang nổ máy bình thường. Bây giờ mình sẽ thay con ECM này lên xe. Sau khi thay xong thì mình mở khóa lên. Đó. Rồi. Như vậy thì đây gọi là cái lỗi giữa con SCU và con ECM đã khác mã. Hai cái không phải mã ID của nhau. Thì giữa SCU và ECM chưa được đồng bộ, cho nên nó sẽ có tiếng kêu đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm trực tiếp trên con này. Thì anh em để ý đây này. Đối với cái một cục ECM này này, thì chúng ta thấy là keo nó đổ keo cứng.
ha, keo cứng. Cho nên là cái quá trình mà để chúng ta làm được cái này thì chúng ta phải mổ cục SCU, mổ cục SCU này đó, để khoét một cái lỗ ở đây. Chúng ta khoét một cái lỗ ở đây. Đó, đây là một cục SCU keo 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 cứng này. Chúng ta phải khoét một cái lỗ ở đây. Đó. Đây thì anh em, cái quá trình để khoét keo thì nó phải mất tới cả cả hơn hơn tiếng đồng hồ nó mới thành công được. Cho nên là con này thì Tiến đã làm sẵn, Tiến đã làm sẵn để quay video cho nhanh rồi. Đây anh em nhìn đây ạ. Đây. Đó. Tiến đã khoét keo sẵn như thế này, làm sạch sẵn rồi. Đó, làm sạch lớp keo rồi. Đó, anh em nhớ nhá, đó, làm sạch. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái máy chẩn đoán để can thiệp vào phần cứng với phần mềm của IC trong này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ra kia chúng ta làm để anh em cùng trải nghiệm ha. Thì để sử dụng cái chức năng mà kết nối cái máy vào cục SCM này thì chúng ta sẽ mở cái app phần mềm để chúng ta có cái vị trí hàn chân lên. Chúng ta vào phần tra cứu, chúng ta vào phần Honda, chúng ta chọn xe Vision, chúng ta chọn kết nối mắt tool, chúng ta vào cái chữ khác này. Đó, thì đây chính là cái vị trí để cho anh em, hướng dẫn anh em làm theo y chang. Đó, thì đây tôi đã làm sẵn đây rồi. Đó, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ anh em sẽ dùng chính cái cọng cáp. Đây là cái cọng cáp tua đồng hồ. Đây là cọng cáp để chúng ta tua đồng hồ. Sử dụng chân chip C93. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành hàn cái 6 dây điện này vào trong cái vòng mạch này. Anh em cùng xem nhé. Vâng, thế rồi sau khi tiến hàn xong, tôi hàn xong giống như trong app rồi ha, hàn theo giống y như trong 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 phần mềm rồi, thì lúc này mọi người sẽ thấy đây, đó, có 8 dây điện thì chúng ta hàn 6 dây theo đúng sơ đồ nha, hàn đúng 6 dây. Rồi chúng ta sẽ tiến hành làm, chúng ta sẽ cắm vào cái phần chip C93 này, đấy, rồi chúng ta lắp vào đây. Đây. Đó, sau khi kết nối xong, chúng ta sẽ cấp nguồn điện bình vào cho nó. Đây, chúng ta cấp nguồn điện bình ha. Đó. Đó, cấp nguồn điện bình ắc quy vào. Rồi, thì lúc này tôi bắt đầu tiến hành làm này. À, chúng ta sẽ di chuyển xuống mục Smart Key, Enter, chọn Honda 20 chân, rồi ta vào Reset ECM, Enter, ta chọn đúng cái xe mà chúng ta muốn reset, con này là con Vision, đó, K44, rồi ta nhấn đồng ý, Enter, ta sẽ đọc cái mã ECM ID. Vâng, rất nhanh đúng không anh em? Đó, như vậy là chúng ta đã có được cái mã rồi nó rồi. Thì đây chính là cái mã ECM ID. Cái mã này chúng ta bây giờ chúng ta không cần dùng cũng được, mà chúng ta muốn dùng cũng được. Nhưng hiện tại thì bây giờ tôi không cần dùng cái này nữa. Bởi vì tôi muốn con IC, con ECM này nó trở thành con ECM mới. Thì tôi sẽ vào phần chức năng là Reset ECM. Enter. Sau đó đợi trong vòng vài giây. Rồi, chúng ta đã reset thành công. Sau khi reset thành công thì lúc này con ECM này đã trở thành con ECM trắng. Bây giờ chúng ta muốn lắp lên xe nào cũng được ha.
chúng ta có thể lắp bất kỳ xe nào cũng được. Đó. Cho nên là bây giờ không cần phải phải bắt buộc là xe mà cái chiếc xe mà bị tai nạn nữa. Bây giờ chúng ta lắp xe nào cũng được. Nhưng lưu ý là chúng ta lắp lên chỉ được một xe duy nhất thôi nhé. Chỉ lắp lên một xe duy nhất thì lúc này cái mã nó sẽ tự lưu vào trong cục eSIM này. Bây giờ tôi sẽ đọc lại một lần nữa cho anh em coi. Thì lúc này chúng ta đọc thì máy sẽ báo là eSIM trắng ha. Đó, eSIM trắng, chưa có mã eSIM ID. Rồi bây giờ ta ra xe, ta có thể thử được rồi anh em ạ. Đó, để nguyên như vậy nhé, để nguyên như vậy. Để ra xe chúng ta thử test nổ ha. Lúc nãy thì chúng ta lắp lên là không nổ máy đúng không anh em? Còn bây giờ này. Anh em nhớ này, là chúng ta sẽ mở khóa lên một lần, tắt đi. Sau đó mở khóa lần thứ hai thì xe sẽ nổ nhé. Đây, tôi mở khóa lần 1 này. Đó, lần 1, rồi tắt khóa. Lần 2 này. Đó, bơm xăng đã bơm. Để nổ máy. Rồi, đó, thì như vậy là con eSIM này đã có mã ID của con SCU mới ha. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái bộ SCU mới cho khách hàng. Và bây giờ là tôi lấy bộ SCU trực tiếp mà của cái xe này. Đây, chúng ta lấy trực tiếp bộ SCU từ cái này. Đó. Là coi như chúng ta đã thay mới cái này. Coi như là chúng ta đã thay mới con SCU này thành công rồi đó. Rồi, đó, như vậy thì video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Những anh em nào mà đang có ý định đầu tư máy độc lỗi thì nên chọn cho mình một cái sản phẩm siêu bền, siêu độc và siêu chức năng như vậy ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nha.